Số 658, Kinh Bảo Vân, quyển 7. Này Tỳ Nam, Bồ Tát lại có 10 pháp gọi là chánh mạng. Những gì là 10? Đó là: một, tâm không vui nịnh quanh co. 2, không nên bên ngoài cố hiện tướng oai nghi để cầu lợi dưỡng. 3, không nên tạo sự khen chê đều cao mình khác với đại chúng. 4, không nên bên ngoài che giấu năm dục mà tâm cầu lợi dưỡng. 5, không giữ lấy tài sản phi pháp. 6, không cất chứa tài sản không thanh tịnh. 7, không tham đắm lợi dưỡng. 8, không nhiễm nơi lợi dưỡng. 9, phải luôn biết đủ. 10, đối với lợi lạc đúng như pháp, luôn sinh tâm biết đủ. Thế nào là Bồ Tát tâm không vui nịnh quanh co? Tức không vì lợi dưỡng mà khiến thân khẩu ý phải khi dối quanh co. Thế nào là thân vui nịnh dối trá? Bồ Tát chẳng vì gặp các thí chủ mà giả hiện bày các oai nghi. Hiện bày oai nghi ra sao? Như lúc gặp thí chủ thì mắt nhìn xuống thấp, bước đi chậm rãi như mèo rình chuột. Đó gọi là thân vua nịnh dối trá. Thế nào là khẩu vua nịnh dối trá? Bồ Tát không vì lợi dưỡng mà tạo lời nói mềm mỏng, lời nói ưu ái, lời nói nhẹ nhàng, lời nói vua theo chỗ yêu thích của kẻ khác, lời nói vua theo ý nghĩ của kẻ khác. Những thứ lời nói như thế tại đều không nên hiện bày. Thế nào là ý vua nịnh dối trá? Tức miệng nói biết đủ mà tâm thì tham đắm. Phật dạy lửa thiêu đốt từ bên trong. Tức miệng nói biết đủ mà tâm luôn tham cầu đắm nhiễm. Nếu không như vậy gọi là không vua nịnh dối trá. Thế nào là không nên bên ngoài cố hiện bày tướng mạo oai nghi? Bồ Tát không do khi thấy các thí chủ mà tạo các tướng mạo oai nghi. Tôi nay y phục, bình bát, thuốc thắng, đồ nằm đều thiếu cũ hư. Bồ Tát chẳng vì gặp các thế chủ mà nói như thế. Thế nào là không nên tạo sự khen chê để cái mình khác với đại chúng? Bồ Tát trọn không nên nói: có thế chủ kia cho tôi vật này vì thương xót nên thọ nhận. Tôi nay trì giới thanh tịnh đa văn đầy đủ ít ham muốn, nên các thế chủ tính tâm đều ưa thích cung cấp cúng dường. Không nói những lời như vậy gọi là không tạo sự khen chê để tự đề cao mình. Thế nào là không nên bên ngoài che giấu năm dục mà tâm thì cầu lợi dưỡng? Bồ Tát hoàn toàn không nên bên ngoài hiện bày đủ các hạnh khổ mà chính là cầu của cải lợi dưỡng. Đối với lợi dưỡng của kẻ khác không ôm lòng khinh ghét, cũng không buồn phiền bực tức, đó gọi là không nên bên ngoài che giấu năm dục mà tâm cầu lợi dưỡng. Thế nào gọi là không giữ lấy tài sản phi pháp? Không nên tự cân nhẹ đâm thiếu, lừa dối kẻ khác để nhận lấy tài sản. Bồ Tát hoàn toàn không lừa dối xâm đoạt. Thế nào là không giữ lấy tài sản không thanh tịnh? Giữa có người dâng cúng các vật dụng cho Tam Bảo cùng cho cả đại chúng, nhưng vật dụng như vậy đã giữ lấy để dùng riêng cho mình, thậm chí còn đem đổi chác buôn bán để kiếm lời, tăng thu nhập cho mình. Các vật như thế gọi là tài sản không thanh tịnh. Đại Bồ Tát nên xa lìa các vật như trên, đó gọi là đời sống thanh tịnh. Bồ Tát nếu có được lợi dưỡng, không nên sinh tưởng đó là vật của mình, của cải lợi lộc quy về mình, cũng không nên giấy khởi tưởng có thể đạt được, cũng không tạo tưởng tích tập giữ gìn, luôn nhớ nghĩ để bố thí cho các sa môn, bà la môn, cha mẹ, sư trưởng, quyến thuộc, những kẻ bần cùng hành khất, luôn khởi tưởng ấy. Nếu lúc cần phải thọ thực thì nên cầu nhằm tăng thêm mạng sống. Đối với cái vật ngon lạ, tâm không nhiễm đắm, như khi không được cúng dường thì cũng chẳng buồn phiền, cũng không bực bội, chả nên khiến cho các tế chủ tính tâm kia sinh tâm bất tín. Nếu có được lợi dưỡng đúng như pháp thì nên chia cho chúng tăng cùng thọ nhận. Người có thể làm được như vậy thì Phật cũng chấp thuận, các chúng Bồ Tát không hề chê trách, cũng được chư thiên tán thán. Các vị đồng phạm hạnh, tâm không tị hiềm, ở trong lợi dưỡng luôn sinh tâm biết đủ, nên lìa bỏ tà mạn. Thị Nam, cường đủ 10 pháp như thế gọi là Bồ Tát có đời sống thanh tịnh. Này Thị Nam, Bồ Tát lại có 10 pháp gọi là không chán mệt. Những gì là 10? Đó là: một, luôn vì chúng sinh nên ở lâu trong sinh tử, tâm không mệt chán. 2, vì các chúng sinh nó có thể thọ nhận sinh tử. 3, nơi vô lượng khổ cũng không chán mệt. 4, vì người theo thanh văn và dẫn dạy tu pháp thiền không sinh chán mệt. 5, tâm luôn thận trọng. 6, tu tập các pháp giác phần không sinh mệt chán. 7, hành trì đầy đủ pháp bồ đề chẳng sinh chán mệt. 8, tiêu cầu đạt niết bàn nhưng không thụ chứng. 9, dần dần tiến đến chỗ sâu rộng, 10, đạt đến bờ giác ngộ. Thì nên còn đủ 10 pháp này gọi là Bồ Tát tâm không hề chán mệt.
Này thì Nam Bồ Tát lại có 10 pháp gọi là tùy thuận giáo pháp của Phật. Những gì là 10? Đó là: một, chẳng trụ nơi chốn phóng dật, trừ bỏ mọi phóng dật. Hai, khéo thâu giữ thân, cũng không khiến thân giấy khởi các lỗi lầm xấu ác. Ba, khéo thâu giữ miệng, cũng không khiến miệng phát khởi những lỗi lầm xấu ác. Bốn, khéo thâu giữ tâm, cũng không khiến tâm sinh khởi các lỗi lầm xấu ác. Năm, sợ hãi khổ não nơi đời sau và tu tập đầy đủ các pháp thiện. Sáu, hành trì hết thảy các pháp thiện, đoạn trừ hết mọi pháp bất thiện. Bảy, nếu bày tất cả pháp thiện, cho rách hết thảy pháp ác. Tám, giờ rách hết thảy các nghiệp ác, tu tập tất cả các nghiệp thiện. Đối với pháp của Như Lai không nói về chỗ xúc kém. Chín, diệt trừ hết thảy các thứ phiền não cấu uế. Mười, giữ gìn các giới pháp do Phật giới ra. Thiện Nam cũng đủ 10 pháp này gọi là Bồ Tát tùy thuận giáo pháp của Như Lai. Này Thiện Nam, Bồ Tát là có 10 pháp gọi là sắc diện, luôn tươi vui, liền mọi buồn bực. Những gì là 10? Đó là: một, các căn tĩnh lặng; hai, các căn thanh tịnh; ba, các căn đầy đủ; bốn, các căn lìa cấu uế; năm, các căn bạch tịnh; sáu, trừ mọi não hại; bảy, diệt trừ các kết xử; tám, khiến các kết xử không còn dễ khởi; chín, trừ bỏ tâm hiềm hận; 10, xé lìa mọi giận dữ. Bồ Tát trừ các chướng bạch Phật: Thế Tôn, chứ con lãnh hội điều Phật giảng nói từ các căn thanh tịnh nên sắc diện vui tươi. Do sắc diện vui tươi nên lìa bỏ mọi thứ kết xử, lìa mọi kết xử nên không còn buồn bực. Phật bảo: Này Thiện Nam, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói. Các căn thanh tịnh nên sắc diện vui tươi, rồi các kết xử nên lìa mọi buồn bực. Thiện Nam cũng được 10 pháp ấy, gọi là Bồ Tát sắc diện luôn tươi vui, hòa hợp, liền mọi buồn bực. Này Thiện Nam, Bồ Tát lại có 10 pháp gọi là đa văn. Những gì là 10? Đó là: một, nhận biết đúng như thật về sinh tử như lửa cháy dữ dội; hai, nhận biết đúng như thật về sân hận cháy bừng; ba, nhận biết đúng như thật về vô minh tối tâm loạn động do sinh tử cháy bừng; bốn, nhận biết đúng như thật về tất cả các pháp hữu vi đều là vô thường; năm, nhận biết đúng như thật về tất cả các pháp hữu vi đều là khổ; sáu, nhận biết đúng như thật về thế gian là không; bảy, nhận biết đúng như thật về tất cả pháp là vô ngã; tám, nhận biết đúng như thật về tất cả chúng sinh tham vướng nơi sự vui chơi hoan lạc; chín, nhận biết đúng như thật về hết thảy các pháp từ nhân duyên sinh; 10. Nhận biết đúng như thật về niết bàn vắng lặng chính là từ văn tuệ tư tuệ mà đạt được, chứ không phải chỉ là lời nói. Nhận biết như vậy rồi, vì các chúng sinh nên phát khởi tâm đại bi một cách sâu xa, dốc sức tu tập đầy đủ sự tinh tấn. Thiện Nam gồm đủ 10 pháp ấy, đó là Bồ Tát hành trì đa văn. Này Thiện Nam, Bồ Tát lại có 10 pháp gọi là hộ trì chánh pháp. Những gì là 10? Đó là: lúc pháp sắp bị diệt, có năm thứ ô trược xấu ác giấy khởi, chúng sinh phước mỏng, phần nhiều tin theo tà đạo. 2. Đèn trí tuệ sắp tắt, không có bậc đạo sư để có thể thuyết giảng chánh pháp. 3. Các kinh điển lớn tuy chứa đựng những ý nghĩa sâu xa, nhưng không người có khả năng lãnh hội nếu giảng, cũng không có ai đọc tụng thọ trì. 4. Bây giờ Bồ Tát thấy chánh pháp bị hủy hoại, có thể tự thọ trì kinh tạng tán thán độc tụng, vì mọi người mà phở bày chỉ dẫn phân biệt giải thích thuyết giảng. 5. Trong số đó có người nghe rồi sinh tâm tin tưởng vui thích hoan hỷ, không vì của cải lợi lộc, chỉ nhằm được nghe chánh pháp. 6. Đối với vị thuyết pháp sinh tưởng như Đức Thế Tôn. 7. Nơi pháp được nghe sinh tưởng như cam lồ. 8. Tạo tưởng bất tử như các thứ thuốc vi diệu. 9. Không tiếc thân mạng dốc cầu chánh pháp. 10. Nghe pháp rồi đều tinh tấn tu tập. Thiện Nam của đủ 10 pháp ấy gọi là Bồ Tát khéo có thể hộ trì chánh pháp. Này Thiện Nam, Bồ Tát lại có 10 pháp gọi là bậc pháp vương tử. Những gì là 10? Đó là: một, dùng các tướng để trang nghiêm nơi thân; hai, các vẻ đẹp luôn như hoa tươi thắm; ba, các căn đầy đủ không khuyết giảm; bốn, pháp được Như Lai thân cận Bồ Tát cũng có thể gần gũi; năm, nẻo hành đạo của Như Lai Bồ Tát cũng có thể thuận hành; sáu, pháp được Như Lai biện giải Bồ Tát cũng có thể biện giải thuận hợp; bảy, tạo mọi thành tựu đầy đủ cho các chúng sinh bị khổ não; tám, khéo tu học về giới luật; chín, ngày đêm siêng năng hành trì bốn tâm vô lượng; 10. Nơi thành trì Như Lai dừng lại, Bồ Tát cũng có thể an trụ trong ấy. Thiện Nam cũng đủ 10 pháp này, gọi là Bồ Tát hành trì theo bậc pháp vương tử. Này Thiện Nam, Bồ Tát lại có 10 pháp gọi là vượt hơn pháp của Đế Thích Hữu Tế. Những gì là 10? Đó là: tâm Bồ Đề không hề thoái chuyển;
Hai, hết thảy chúng ma không thể quấy nhiễu. Ba, nơi trụ xứ của tất cả Phật giáo trong tiền căn. Bốn, có thể hội nhập nơi mọi pháp tạng sâu xa vi diệu. Năm, nơi tất cả các pháp đạt được trí bình đẳng. Sáu, ở trong pháp Phật không tin theo kẻ khác. Bảy, đạt được trí thanh tịnh. Tám, không chung với pháp của hàng nhị thừa. Chín, trụ nơi pháp nhẫn vô sân. Mười, vượt qua pháp của hết thảy bậc hội thế. Này thì Nam, gồm đủ 10 pháp này gọi là đó là Bồ Tát hành trì pháp vượt hơn hết thảy pháp của Thế Thích Hộ Thế. Này thì Nam, Bồ Tát là có 10 pháp gọi là có thể nhận biết về căn tánh, về các thứ, các sự trong ngoài của chúng sinh. Những gì là Bồ đó là một hoặc các chúng sinh căn tánh tham dục, Bồ Tát có thể nhận biết đúng như thật. Hai, Bồ Tát có thể nhận biết đúng như thật về các chúng sinh căn tánh sân hận. Ba, Bồ Tát có thể nhận biết đúng như thật về các chúng sinh căn tánh ngu si. 4. Khéo nhận biết về các thứ phiền não, thượng, trung, hạ. 5. Có thể nhận biết đúng như thật về căn tánh trong ngoài, sai biệt của chúng sinh. 6. Có thể nhận biết đúng như thật về căn tánh thiện của chúng sinh. 7. Có thể nhận biết đúng như thật về căn tánh cứng cỏi của chúng sinh. 8. Có thể nhận biết đúng như thật về căn tánh lớn lao của chúng sinh. 9. Nhận biết đúng như thật về căn tánh xấu ác của chúng sinh. 10. Khéo nhận biết về một chúng sinh, cũng nhận biết về căn tánh của chúng sinh nơi tất cả thế giới. Thiền Nam gồm đủ 10 pháp ấy gọi là Bồ Tát khéo nhận biết về căn tánh, về các thứ các sở trong ngoài. Này Thiền Nam, Bồ Tát lại có 10 pháp gọi là có thể thành tựu đầy đủ cho chúng sinh. Những gì là 10? Đó là một đối với các chúng sinh nên thấy thân Phật để được hóa độ, Bồ Tát liền hiện thân Phật. 2. Nên thấy thân Bồ Tát để được hóa độ, Bồ Tát liền hiện thân Bồ Tát. 3. Nên thấy thân duyên giác để được hóa độ, liền hiện thân duyên giác. 4. Nên thấy thân thanh văn để được hóa độ, liền hiện thân thanh văn. 5. Cần thấy thân Đế Thích để được hóa độ, liền hiện thân Đế Thích. 6. Cần thấy thân ma để được hóa độ, liền hiện thân ma. 7. Cần thấy thân Phạm Vương để được hóa độ, liền hiện thân Phạm Vương. 8. Nên thấy thân Bà La Môn để được hóa độ, liền hiện thân Bà La Môn. 9. Nên thấy thân Sắc Lợi để được hóa độ, liền hiện thân Sắc Lợi. 10. Nên thấy thân trưởng giả để được hóa độ, liền hiện thân trưởng giả. Các thân như vậy từ chỗ ứng hợp thể đều hiện bày. Thì Nam cùng đủ 10 pháp ấy gọi là Bồ Tát có thể thành tựu đầy đủ cho chúng sinh. Này thì Nam, Bồ Tát lại có 10 pháp gọi là khéo điều phục tuần hợp. Những gì là 10? Đó là một ngay thẳng thành thật mềm dịu. 2. Không có tâm vua nịnh dối trá. 3. Không có tâm não hại. 4. Không có tâm câu uế. 5. Tâm luôn thanh tịnh. 6. Không có tâm thô ác. 7. Dứt trừ tâm sân hận. 8. Dứt trừ lời nói thô bạo xấu ác. 9. Luôn hành nhẫn nhục. 12. Dứt bỏ mọi thứ tranh luận. Thì Nam cứ đủ 10 pháp ấy, đó gọi là Bồ Tát có thể khéo điều phục thuận hợp. Này thì Nam, Bồ Tát là có 10 pháp gọi là cùng trụ nơi an lạc. Những gì là 10? Đó là một chánh kiến thanh tịnh, hai tu hành đầy đủ, ba đầy đủ giới thanh tịnh, bốn đầy đủ các nơi chốn hành hóa, năm ứng hợp với pháp xuất gia, sáu chẳng trụ nơi chốn có phiền não phát khởi, bảy tâm ý hòa nhã thuận hợp đối với các vị đồng phạm hạnh, tám như bò mẹ nhớ bê con, Bồ Tát luôn tu tập hành trì bình đẳng. 9. Luôn ưa thích chánh đạo giác ngộ bậc nhất. 10. Chỉ Phật là bậc tôn quý không cầu các vị thần khác. Thiện Nam gồm đủ 10 pháp ấy gọi là Bồ Tát cùng trụ nơi an lạc. Này Thiện Nam, Bồ Tát lại có 10 pháp gọi là pháp thâu nhiếp chúng sinh. Những gì là 10? Đó là một dùng bố thí để thâu nhiếp chúng sinh, hai dùng an lạc để thâu nhiếp, ba dùng bố thí vô tận để thâu nhiếp, bốn dùng lợi lạc để thâu nhiếp, năm dùng lợi ích của đạo nghĩa để thâu nhiếp, sáu dùng việc giảng nói pháp để thâu nhiếp, 7. Dùng sự giáo hóa chữ giác để thâu nhiếp. 8. Dứt trừ mọi thứ hơn kén để thâu nhiếp. 9. Cùng ăn uống để thâu nhiếp. 10. Các vật dụng cần cho đời sống thể đều cung cấp để thâu nhiếp chúng sinh. Thế nào là bố thí để thâu nhiếp chúng sinh? Tức thường dùng pháp thí dứt trừ vĩnh viễn các thứ khổ của chúng sinh. 2. Thế nào là dùng an lạc để thâu nhiếp? Tức bố thí sự ăn uống khiến chúng sinh được no đủ, không còn tưởng và sự đói khát. Thế nào gọi là bố thí vô tận? Tức chỉ dạy tu tập thiền định, xa lìa tán loạn, đó gọi là bố thí vô tận. Thế nào là đem lại lợi ích? Tức chỉ dạy trao truyền các pháp thiện làm tăng trưởng tánh tâm, đó gọi là đem lại lợi ích. Thế nào là đem lại lợi lạc về đạo nghĩa?
là dẫn dạy về pháp như tòa khiến thấu tỏ sâu xa về tướng không. Thế nào là bổ thế bằng thuyết pháp, tức dựa nơi kinh điển, tùy chỗ nên nghe mà giảng nói, hoàn toàn không có tà thuyết. Thế nào là đem lại sự dẫn dắt giáo hóa, để giảng nói pháp như thật, không nhầm lẫn về tướng. Thế nào gọi là dứt trừ mọi thứ hơn kém, xấu tốt để thôi nhiếp, đó là dốc sức diệt trừ pháp ác, đó là pháp thiện. Thế nào là cùng ăn uống để thôi nhiếp, tức mọi thứ thức ăn uống hiện có thể đem cho đại chúng cùng thọ hưởng. Thế nào là bố thí các vật dụng cần cho đời sống, đó là các thứ voi ngựa bầy báu, cho đến các vật dụng đủ loại cần cho thân mạng đều cung cấp đầy đủ. Thì nam gồm đủ 10 pháp ấy gọi là bồ tát hành trì các pháp thâu nhiếp chúng sinh. Này thì nam, bồ tát lại có 10 pháp gọi là thân tướng đoan nghiêm. Những gì là 10? Đó là 1. Oai nghi tĩnh lặng, 2. Oai nghi đích thực không dối trá, 3. Oai nghi thanh tịnh, 4. Oai nghi khiến người thấy đều yêu kính, 5. Oai nghi như mặt trăng, 6. Oai nghi khiến người xem không hề chán đủ, 7. Oai nghi khiến tâm ý vui vẻ, 8. Oai nghi khiến mọi người đều ưa thích chiêm ngưỡng, 9. Oai nghi có thể khiến cho hết thảy đều hoan hỷ, 10. Oai nghi có thể khiến cho tất cả đều tin vui. Thì nam gồm đủ 10 pháp ấy, đó là Bồ Tát hành trì với oai nghi đoan nghiêm. Này thì nam, Bồ Tát lại có 10 pháp gọi là có thể làm nơi nương tựa. Đó là 1. Có thể ủng hộ chúng sinh, khiến họ đi bỏ phiền não. 2. Có khả năng khiến chúng sinh ra khỏi chốn đồng hoang vắng sinh tử hiểm nạn. 3. Có khả năng khiến cho chúng sinh ra khỏi biển lớn sinh tử. 4. Có thể vì các chúng sinh không ai cứu hộ làm nơi chốn thân hữu. 5. Có thể vì các chúng sinh bị bệnh phiền não làm vị lương y. 6. Đối với những kẻ không ai cứu giúp có thể cứu giúp. 7. Đối với những người không có nhà cửa tạo ra nhà cửa. 8. Làm chỗ quay về nương tựa cho những kẻ không chốn dựa nương. 9. Làm chốn đất liền nương bại cho kẻ bơ vơ. 10. Những người chưa đạt đến khiến cho đạt đến. Thì nam gồm đủ 10 pháp này gọi là Bồ Tát luôn có thể làm nơi chốn nương tựa. Này thì nam, Bồ Tát lại có 10 pháp gọi là cây thuốc lớn. Những gì là 10? Đó là 1. Tính như cây thuốc quý tên là thiện kiến, nó có chúng sinh dùng rễ cây để trừ hết bệnh. 2. Có chúng sinh dùng thân cây để trừ hết bệnh. 3. Hoặc dùng nhành cành cây để trừ dứt bệnh. 4. Hoặc dùng lá cây để trừ dứt bệnh. 5. Hoặc dùng hoa của cây để trừ hết bệnh. 6. Hoặc dùng quả để trừ hết bệnh. 7. Hoặc thấy màu sắc để trừ hết bệnh. 8. Hoặc có chúng sinh ngửi mùi hương dứt trừ hết bệnh. 9. Hoặc nếm vị để trừ hết bệnh. 10. Hoặc xúc chạm để trừ hết bệnh. Thì nam, Đại Bồ Tát cũng là như vậy. Từ khi mới phát tâm trả về vô lượng chúng sinh, với tương ấy các thứ bệnh phiền não, có người dựa nơi hành xả của Bồ Tát để được sống, có người đón nơi gió của Bồ Tát để được sống, có người dựa nơi nhẫn nhục của Bồ Tát để được sống, có kẻ nương vào tinh tấn của Bồ Tát để được sinh mạng, có kẻ dựa vào thiền định của Bồ Tát để được sinh mạng, có chúng sinh đương nơi trí tuệ của Bồ Tát để được sinh mạng, có kẻ nhờ thấy pháp mà được thọ mạng, có chúng sinh nhờ nghe tiếng mà được sống, có kẻ nhờ nếm vị mà được thọ mạng, có người nhờ đồng sự mà được thọ mạng. Thì nam gồm đủ 10 pháp này gọi là Bồ Tát hành trì làm cây thuốc lớn. Này thì nam, Bồ Tát lại có 10 pháp gọi là siêng năng tu tập phước nghiệp. Đó là 1. Thường đối với tam bảo, tùy theo khả năng mà cúng dường. 2. Đối với người bệnh thì cung cấp thuốc men. 3. Đối với kẻ đói khát thì bố thí các thức ăn uống. 4. Đối với kẻ thiếu thốn y phục phải chịu lạnh thì bố thí y phục. 5. Đối với các bậc hòa thượng A-sa-lê thì luôn cung kính cúng dường, tuân thọ những lời chỉ dạy. 6. Đối với các vị đồng phạm hạnh thì đón tiếp thăm hỏi, cung kính lễ bái. 7. Tạo ra các vườn, hoa, cây, ao, tắm, giếng nước. 8. Lại dùng các loại vải, lụa để bố thí cho tất cả. 9. Bố thí luôn cả các nô tỳ gia tộc, khi cho quyến thuộc trong ngoài cũng cùng bố thí. 10. Cùng với các bậc sa môn trì giới, luôn nhớ nghĩ gần gũi lui tới để cung kính cúng dường. Thì nam, gồm đủ 10 pháp ấy, đó là Bồ Tát siêng năng tu tập phước nghiệp. Này thì nam, Bồ Tát lại có 10 pháp gọi là khéo có thể biến hóa. Đó là 1. Nơi một cõi Phật, thân tướng bất động mà có thể hiện hữu khắp các cõi Phật để thư tịnh hỏi đáp. 2. Nơi một cõi Phật, thân tướng bất động mà có thể hiện hữu khắp các cõi Phật để nghe thọ nhận pháp vi diệu.
Vật bà nên một quả vật dẫn động mà có thể hiện hữu để cúng dường khắp các chư Phật trong mười phương. Bốn nên một cõi vật bất động mà có thể hiện hữu khắp các cõi Phật để trang nghiêm đạo quả Bồ Đề thể đều đầy đủ. Năm nên một quả vật bất động mà có thể hiện hữu khắp tất cả quả Phật. Ở đấy khi Phật mới thành tựu đạo quả an tọa tại quả cây Bồ Đề nơi đạo tràng đã cung kính cúng dường tôn trọng tán thán. 6. Nên một quả Phật bất động có thể dùng tự thân hiện hữu khắp tất cả các quả Phật an tọa nơi đạo tràng thành tựu đạo quả Bồ Đề vô thượng. 7. Nên một cõi Phật bất động có thể hiện hữu khắp các cõi Phật chuyển pháp luân. 8. Nên một cõi Phật bất động có thể hiện hữu khắp các cõi Phật nhập bát niết bàn. 9. Nên một cõi Phật bất động có thể hiện hữu nơi các tất cả cõi Phật trong mười phương đối với các chúng sinh nên thọ nhận sự hóa độ đều hiện thân đại giáo hóa. 10. Bồ Tát đạt được thần lực vô tác nơi tất cả cõi Phật khắp mười phương, không tạo tượng biến hóa cũng không tạo mọi biến hóa, tùy các chúng sinh cần được chiêm ngưỡng, Bồ Tát thời đều ứng hiện. Bây giờ Bồ Tát trừ các chướng bạch Phật. Thế Tôn, vì sao Bồ Tát có thể tạo được những biến hóa như vậy? Là nói là cũng không tạo tượng biến hóa, cũng không tạo các biến hóa. Phật bảo, này Tỳ Nam, ông nay hãy lắng nghe, Như Lai sẽ nêu thí dụ. Ví như ánh sáng của mặt trời mặt trăng chiếu khắp bốn cõi thiên hạ, tạo lợi ích cho thế gian, có thể ở nơi các chúng sinh, luôn tạo mọi lợi lạc mà mặt trời mặt trăng cũng không dấy khỏi tưởng, ta có thể soi chiếu nơi các chúng sinh tạo lợi ích lớn, nhưng các chúng sinh đều nhờ nơi ánh sáng tỏa chiếu ấy. Bồ Tát cũng thế, do nhân duyên của thệ nguyện từ nơi nghiệp thiện gốc chứng đắc pháp vô tác nên tự nhiên thành tựu, có thể không tạo tượng biến hóa cũng không tạo mọi thứ biến hóa, nhưng đối với hết thảy những nơi chốn có lợi ích đều thấy có sự biến hóa. Thiện Nam gồm đủ 10 pháp ấy, đó là Bồ Tát hành trì pháp khéo biến hóa. Này Thiện Nam, Bồ Tát lại có 10 pháp gọi là mau chóng thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Những gì là 10? Đó là một, tu hành bố thí khiến cho pháp bố thí đầy đủ. Hai, tu tập trì giới, giới không thiếu sót chứ không bị giới trách, dị nghị vượt hơn giới của hàng nhị thừa, thân giới thanh tịnh viên mãn. Ba, đầy đủ nhẫn nhục. Bốn, tinh tấn đầy đủ. Năm, thiền định viên mãn. Sáu, trí tuệ gồm đủ. Bảy, phương tiện trọn vẹn. 8. Nguyện viên mãn. 9. Lực đầy đủ. 10. Trí trọn vẹn vượt hơn hẳn hàng nhị thừa. Từ địa thứ nhất cho đến địa thứ 9 là chỗ không thể đạt tới của Bồ Tát. Thiện Nam còn đủ 10 pháp ấy, gọi là Bồ Tát mau chóng đạt được quả vị Bồ Đề vô thượng. Lúc thuyết giảng phần kinh này, thì khắp tam thiên đại thiên thế giới đều hiện đủ số các chấn động. Trong tam thiên đại thiên thế giới ấy, các núi như núi Chúa Tu Di, núi Mục Chân Lân Đà, núi Đại Mục Chân Lân Đà, núi Thiết Phi, núi Đại Thiết Phi, núi Báu, núi Đen, các núi như thế thể đều công mình hướng về núi Dài Gia. Vì sao? Vì do diệu lực nơi thần thông thị tại của Đức Như Lai. Cùng nơi tam thiên đại thiên thế giới hết tại các loại cây hoa, các loại cây quả, các loại cây hương lại đều công thân hướng tới núi Dài Gia. Vì sao? Vì do diệu lực nơi thần thông tự tại của Đức Như Lai. Vô lượng ức na cho ta, trăm ngàn ức chư Bồ Tát đều cởi các tấm y thượng diệu nơi thân cùng với các sâu chuỗi anh lạc dân lên cúng dường Đức Như Lai. Do diệu lực từ thần thông nên ngần ấy loại y phục và anh lạc đã tích tụ hơn cả núi Tu Di. Vô lượng trăm ngàn ức đế thích hộ thế phạm thiên vương cùng chắp tay đảnh lễ túng trả các loại hoa Mạng Đà La, Ma Ha Mạng Đà La, Mạng Thù Sa, Ma Ha Mạng Thù Sa, Lô Chi, Ma Ha Lô Chi, lên trên chỗ Phật để cúng dường. Trăm ngàn và ức chư thiên ở trong hư không đều tung rã y trời tới các loại nhạc hay, vô cùng hoan hỷ phát ra âm thanh lớn, đều dùng hoa trời cúng dường Phật cùng nói. Phật lại xuất hiện ở thế gian là chuyện pháp luân. Chúng sinh có phước vì đời trước đã trồng khắp đất ở nơi trụ xứ của Phật thời quá khứ để gieo trồng cái lành sâu xa nên được nghe cơ này. Nghe hãy còn khó, huống chi là còn tín hiệu biên giác thọ trì. Lúc này giới lượng trăm ngàn ma hầu la già đối với pháp được diện ở ấy phát ra âm thanh như tiếng sấm lớn vang khắp tam thiên đại thiên thế giới, là dùng vô số thứ nước hương mưa xuống núi già gia. Vô lượng trăm ngàn long vương ở trước chỗ Đức Phật tấu các loại kỹ nhạc. Vô lượng trăm ngàn cải thất bà khẩu na la dùng âm thanh dịu dàng hòa nhã tới tháng cúng dường. Dạy quanh núi già gia, vô lượng trăm ngàn già xoa mưa xuống các hoa sen tạo ra những trận gió mát mẻ. Vô lượng trăm ngàn chư Phật ở phương khác đều hiện bày tướng bạch hào phóng ra ánh sáng cúng dường Đức Như Lai. Cùng pháp được nêu giảng,
Hào quang hiện ra từ tướng bạch hào tạo thành đủ loại màu sắc xanh vàng đỏ trắng tía pha lê vòng quanh khắp tam thiên đại thiên thế giới, xua trừ mọi tối tăm. Vòng quanh núi Già Gia đoạn nhập vào đỉnh đầu Đức Thế Tôn. Vô lượng trong ngàn bà la môn xác lợi nơi các thành ấp làng mạc, dùng đủ loại hương hoa, hương anh lạc, hương bột, y phục, lụa, lọng, cờ, phướng đã cúng dường Phật. Khi nêu giảng về phần kinh ấy, đã có vô lượng sự cúng dường như vậy. Có 72 Na Do Tha Bồ Tát đạt được pháp nhẫn vô sinh. Vô lượng trăm ngàn chúng sinh liền mọi trần cấu được mất pháp thanh tịnh. Vô lượng trăm ngàn ức chúng sinh phát tâm cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thần núi Già Gia tên là Vô Tử, cùng với đám quyến thuộc đều từ chỗ ngồi đứng dậy, từ đi vào pháp hội, dùng các vật cúng dường, dâng lên cúng dường Phật song thương. Bạch Thế Tôn, con nhớ lại về thời xa xưa, có 72.000 vị Phật đều ở nơi núi Già Gia này tuyên giảng kinh điển ấy, văn chữ câu chương như nay không khác. Phật bảo, đích thực là đạt được thiện lợi, các ông đã được nghe kinh bảo văn như thế. Có một vị thiên tử suy nghĩ, thần núi Già Gia này từ lâu đã được nghe về pháp ấy, đã cúng dường 72.000 vị Phật, vì sao không chuyển thân nữ? Đức Bồ Tát trừ cả chướng nhận biết tâm niệm của vị thiên tử kia nên bạch Phật. Thế Tôn, do nhân duyên gì, thiên thần Vô Tử có uy đức lớn, được nghe pháp bảo này, cúng dường ấy chư Phật, vì sao không chuyển thân nữ? Phật đáp, này thiện nam, về nhằm tạo lễ cho chúng sinh, ông đã hỏi về chỗ do nhân duyên gì, là vì sự giải thoát không thể nghĩ bàn. Này thiện nam, nhờ là nhớ về thời quá khứ, nơi trụ xứ của Phật Toán Số, đã thấy thiên thần Vô Tử ấy phát tâm cầu đạo quả Bồ Đề Vô Thượng. Thiên thần Vô Tử có uy đức lớn, thần thông cúng dường ngàn vị Phật trong hiện kiếp ở nơi quốc độ này sẽ được thành Phật, hiệu là Vô Tử Như Lai, ứng cúng chánh biến tri. Phật bảo thiên thần Vô Tử, hiện tại người có thể hiện bày về cõi nước khi thành Phật chăng? Bây giờ thiên thần Vô Tử liền nhập tam muội hiện nhất thiết sắc. Nhập tam muội rồi thì đại địa nơi tam thiên đại thiên thế giới này bằng phẳng như bàn tay, đều là lưu ly, hết thảy các thứ cấu uế xấu ác, các núi đen thảy đều mất hết, nơi nơi đều thấy các cây kiếp bát, các cây cát báu, cây cát hương, chúng chúng đều thấy các dòng suối chảy ao tắm nước với tám thứ công đức tràn đầy ở đấy. Mọi kẻ hèn kém nơi các cõi ác đều không hiện bày, trong nước không có tên gọi về người nữ, khắp cõi đều có hoa sen lớn như bánh xe. Trên đấy đều có Bồ Tát an tọa theo lối kiết già. Phật Vô Tử cũng an tọa trên hoa sen vì các Bồ Tát giảng nói pháp chánh yếu. Vô lượng trăm ngàn ức đế thích phạm vương, tứ thiên vương cùng vây quanh. Lại có vô lượng trăm ngàn vạn ức chúng sinh cùng đến cúng dường. Phật vì họ mà thuyết pháp tuần tự lắng nghe. Thiên thần Vô Tử từ pháp tam muội hiện nhất thiết sắc xuất, cung kính lễ nơi chân Phật, đi vòng quanh chỗ Phật theo phía bên phải, liền ẩn không hiện. Đức Bồ Tát trừ cái chướng bạch Phật, Thế Tôn, thiện nam thiện nữ tạo phước đức như thế nào mới được nghe kinh này? Phật nói, nếu người chỉ tâm khéo lãnh hội kinh này, nhớ nghĩ thọ trì đọc tụng biên chép vì mọi người giảng nói rộng khắp, là có thiện nam thiện nữ ở nơi tam thiên đại thiên thế giới này trải qua trăm ngàn ức kiếp tu hành bố thí cho bằng cái thiện nam thiện nữ kia, tâm tinh thanh tịnh biên chép cúng dường kinh ấy. Do tâm thanh tịnh nên được phước hết sức nhiều. Vì sao? Vì tài thí thì phước ít, nhỏ pháp thí thì phước mới lớn rộng. Chúng sinh sinh tử ở trong cõi sinh tử, tạo vô lượng tài thí, chưa từng được nghe pháp thí xuất thế gian. Nếu có các thiện nam, thiện đã có thể khiến cho chúng sinh trong tam thiên đại thế giới này đều an lập nơi mười pháp thiện. Đã có thiện nam thiện nữ nghe chánh pháp ấy, thương lớp thọ trì đọc tụng phân biệt giảng rộng nói rộng khắp thì phước đức nơi những người này cũng vượt hơn trường hợp trên. Vì sao? Vì phước báo của 10 nghiệp thiện sinh nơi thế giới này, và có thiện nam thiện nữ có thể khiến cho chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới đều chứng đắc 4 quả vị của hàng tinh văn, chứng đắc quả vị Bích Chi Phật, giả thiết đạt được công đức như thế cũng không bằng người nghe được diệu nghĩa của một câu nơi kinh trên, tuần tự thọ trì đọc tụng biên chép vì mọi người mà giảng nói rộng. Vì sao? Vì mọi công đức của hàng vị thừa đều từ kinh này mà ra, do nơi kinh này mà có thể phát sinh tất cả Bồ Tát cùng chư Phật xuất hiện ở thế gian. Nếu đọc tụng kinh này theo thứ lớp câu nghĩa phân biệt giải thích
Dạ nói, tức là thọ trì tất cả pháp Phật. Vì sao? Vì kinh này là mẹ của tất cả các kinh. Như chẳng đạt được kinh này thì các pháp thù thắng lớn nào thì đều chẳng đạt được. Kinh ấy tức là giới pháp đầy đủ của Bồ Tát. Lúc này chư vị thanh văn đệ tử của Phật từ chỗ ngồi đứng dậy, bày áo bên phải chắp tay bạch Phật: Thế Tôn, chúng con ở nơi cảnh giới sinh tử lớn rộng, nghe kinh này nên đều được xuất ly. Phật bảo này các tỳ kheo, đúng vậy, đúng vậy. Đức Thế Tôn lại bảo đại chúng: Các tỳ nam tỳ nữ đang ở nơi cõi nước, địa phương nào có kinh điển này, văn chữ câu chương đúng theo thứ lớp, nên biết nơi chốn ấy tức là chốn đạo tràng, tức là nơi chốn chuyển pháp luân, tức là nơi chốn có tượng tháp lớn của chư Phật. Nó có kinh này tức là có Thế Tôn. Vì sao này thiện nam? Vì pháp tức là Bồ Đề, Bồ pháp tức là chuyển pháp luân, thiện nam pháp ấy tức là Phật, cúng dường pháp tức là cúng dường Phật. Nên nơi chốn nào có pháp sư thuyết pháp thì nơi chốn ấy tức là tác Phật. Đối với bậc pháp sư đó nên sinh tưởng kính trọng, tự như bậc tri thức thiện. Tạo tưởng chỉ rõ về chánh đạo nên thấy vị pháp sư ấy phải sinh yêu thích, tinh kính hoan hỷ, nên khởi sự ngân đó từ xa, thành an tọa nơi tọa ngồi, phải nên tán thán lành tay, đại khéo giả nói già, pháp chánh yếu, hoặc một kiếp, hoặc ít hơn một kiếp, hoặc hơn một kiếp dùng để tán thán. Tán thán như vậy cũng chưa thể biết. Vì sao? Vì nếu người ưa thích pháp thì vô số sự tán thán tôn trọng cung kính cũng không thể nói bày hết về nơi chốn của đối tượng được hành hóa. Giả sử có người có thể dùng máu lưới tưới lên đất vậy không thể gọi là tận tâm cúng dường. Vì sao? Vì vị pháp sư như thế tức là đã thọ trì hết thảy chủng tử Phật của Như Lai. Pháp sư như vậy xứng đáng được xem như sư tử không khác, cho nên tạo tượng thấp kém chẳng khởi tâm hủy hoại. Vì khoác y thanh tịnh trong lành nên sinh tâm tinh kính sâu xa, được cả khác tán thán mà tâm không cao ngạo, không khởi ngã mạn, cũng không xem thường kẻ khác, không vì tài lợi, chuyên tâm thuyết pháp. Bây giờ tôi đại hoàng nhân bạch Phật: Thế Tôn, nếu có nơi chốn nào của thế giới này có thể thuyết giảng kinh ấy, thì con sẽ tự thân dẫn hàng quyến thuộc đến nơi đó cúng dường ủng hộ vị pháp sư. Phật bảo: lành tay này kiều thi ca, đó là việc ông nên làm. Đại Bồ Tát trừ ca chướng bạch Phật: Thế Tôn, pháp được thuyết giảng theo thứ lớp nên gọi tên kinh này là gì? Phật dạy: Này thì nam, kinh này với văn chữ chương câu theo thứ lớp nên gọi là bảo vân, cũng gọi là bảo tạng, cũng gọi là trí đăng, cũng gọi là chỗ tọa trì của Bồ Tát trừ ca chướng. Lúc này Bồ Tát trừ ca chướng cùng với các vị Bồ Tát, các vị đại thanh văn Đế Thích, đại phạm thiên, thiên vương hộ tế, ma hê thủ la, là vị thượng thụ của chư thiên, cho đến tám bộ chúng trời rồng, giả xoa, cả tất bà, atula, kalola, khẩn đa la, ma hồ la già, dư luận trong ngàn ức chúng đều xưng tán hoan hỷ phụng hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Bảo Vân quyển 7 hết. Nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.